Vào cuối tuần qua, hãng hàng không Airbus đã chính thức khởi động dây chuyền sản xuất trực thăng tại Trung Quốc, sản phẩm đầu tiên dự kiến ra đời trong 2 năm tới. Nhà máy sản xuất trực thăng của Airbus sẽ do Airbus Helicopter Trung Quốc hợp tác với hãng hàng không dân dụng Liên hợp Thanh Đảo điều hành. Dự kiến, công tác xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất hoàn thành trong năm 2018. Nhà máy có năng lực lắp ráp 18 trực thăng H-135 mỗi năm và sẽ được nâng lên tùy thuộc vào nhu cầu thực tế. Theo kế hoạch, sản phẩm đầu tiên có thể ra mắt ngay trong năm 2019. Chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn đầu, do vậy chúng tôi sẽ rất cẩn trọng đi từng bước một. Mục tiêu là đạt công suất 36 trực thăng một năm. H-135 là loại trực thăng hạng nhẹ rất phổ biến ở Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực hỗ trợ y tế, cứu hộ, giám sát an ninh, chữa cháy và du lịch. Chúng tôi cho rằng thị trường hàng không dân dụng tầm thấp tại Trung Quốc rất tiềm năng và sẽ còn phát triển nhanh chóng trong tương lai. Năm 2016, Trung Quốc trở thành thị trường trực thăng dân dụng lớn nhất của Airbus Helicopters. Dự báo, Trung Quốc sẽ cần tới khoảng 600 trực thăng hạng nhẹ trong 20 năm tới.